đề nghị truy tố người bố đánh con gái 6 tuổi dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thành Công, sinh năm 1978, trú tại Bắc Từ Liêm về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 4, điều 134 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, khoảng 11 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021, Lê Thành Công dạy con gái là bé LHA, sinh năm 2015, học tại nhà ở số 14, ngõ 323 Xuân Đỉnh. Trong quá trình học, thấy con gái hay mất tập trung, chậm tiếp thu nên người bố lấy đũa gỗ dài khoảng 25cm, vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái của A. Sau đó nghe vợ kể về việc cháu A thời gian gần đây không tập trung học, mãi xem TV nên con bực tức. Dùng cán chổi bị gãy bằng gỗ tiếp tục đánh khoảng 15-20 phát vào mông con gái. Chứng kiến hành động của chồng, vợ công đã can ngăn, sau đó cháu A được cho ăn cơm, uống sữa rồi đi ngủ. Khoảng 15 giờ 30 phút, cháu A tỉnh dậy, được bố mẹ cho uống sữa và ăn cháo. Ăn xong, cháu A xuất hiện tình trạng đau bụng, nhưng không đi vệ sinh được. Sau đó, bé gái được mẹ cho đi tắm và bắt đầu bị nóng người, sốt. Vợ chồng công cho bé gái uống hạ sốt và nằm nghỉ tại phòng, nhưng sau đó không lâu, cháu A bắt đầu nôn. Lúc này công cùng vợ đưa con gái đến bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, nhưng bé gái đã tử vong ngoài viện lúc 17 giờ 50 phút cùng ngày. Tại bệnh viện Nhi Trung ương, qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trên cơ thể cháu A có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành nên đã báo cơ quan công an. Làm việc với cơ quan công an, Lê Thành Công đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo kết luận pháp y, nguyên nhân tử vong của cháu A là ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật tày gây nên. Được biết, bị can Lê Thành Công từng có một tiền án 15 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.